Rồi mình like. Ngân tỉnh táo. Hết gơ cây lại. Có cần anh nằm xuống đất anh giữ cái chân lại không? Dạ không, em có thể tự lo được. Đó thấy không, đội mình chơi không đi giữ, đi giữ mình đội người ta. Giữ đau nữa là sao? 2, 3. Trời ơi, chị Ngân. Đây em. Như là thiệt phạm cho em đi chị. Nè em, tay em, hai tay bắt chéo như là cưng, đúng rồi. Okay. Không thủy, em cứ làm theo chị, anh đồ em không có gì. Em tin chị. Em để. Ok. Đây này, thấy không nè. Anh lộn, anh đừng có lấy nè. Bạn quyết định đấy. Anh lộn mèo xong cái gì mà anh bật về là cái đầu anh tới ngoài kia luôn. Mời chọn một bộ tóc giả bất kỳ mình muốn, ưu tiên khách mời trước. Rồi, ưu tiên bộ nào cũng được. Rồi Quỳnh Lương, em cho anh đội bộ tóc đấy đi. Không. Rồi, Ngọc chọn. Nhường đi. Lực. Rồi. Đây. Mời anh nha. Anh sẽ đón em đi vào chú, đưa em đến không gian tuyệt vời, bỏ xa giông tố. Ê, cái đầu thì thắng nè. Rồi, mỗi người một phong cách. Backstreet Boy nè. Get down, dạ. Get down. How are you can? Trời, giống chị Mỹ Linh quá vậy. Mắt một câu trang rất nhàn. Tóc ngắn vì em rất thích Mỹ Linh. Bây giờ trò chơi đơn giản như sau. Từng người sẽ vào vị trí vạch đích ban đầu. Không được bước qua vạch này bằng mọi giá, làm như thế nào đó hất cái đầu tóc và tóc bay càng xa càng tốt. Hả? Hai đội, đội nào có người hất tóc xa nhất đội đó giành chiến thắng, vậy thôi. Em đội vô cũng đẹp quá nè. Ai mua sầu riêng có ai mua sầu riêng. Ai, đội nào chơi trước? Xém xây. Em đây một, không bán sầu riêng. 2, 3. Rồi, thắng chơi sau, thua chơi trước. Ủa? Vô. Em đã có kinh nghiệm với chồng. Rồi, của anh nè rồi. Ngọc, thế thứ nhất. 1 2. Hay quá. Phạm luật. Bước qua mức không biết. Em không biết, xin thông cảm đi. Đầu tiên bước qua bắp. Vạch là không cho nha. Dạ. Nè rồi. Em, chân trụ là chân sau. Em bước trên vạch em đó, hay ăn gian lắm luôn á. Rồi. 1 2 3 lượt cầu. Rồi, đợi mình người tiếp theo là ai? Em, khó quăng quá à. Dạ, dặm mất là thua luôn nha, dạ ơi. Không có chuyện mà thông cảm đâu, tại nãy anh năn nỉ được giám khảo thôi. Quan trọng bên em ai năn nỉ được giám khảo. Từ lúc anh để rau anh dơ dễ sợ. Thì anh thấy chồng em để mất trước để theo mà. Làm lại. Không, em bị mất cái đà. Không, cơ hội cuối cùng nha em. Không phải chơi lô tô đâu nha cưng. Thảy lại 2-3 lần. Một mạng một thôi đó. Đừng có lỏng quá, nó rớt trước á. Ai giữ giùm em cái chân bên này với. Làm sao có thể giữ giùm. Không, chân bên này nè. Giữ thì té chết à. Cái chân trúng đầu á. Không, nó hất luôn. Không, em đứng thấp xuống. Trời ơi, Ngọc nó khờ dễ sợ luôn á thiệt. Tự nhiên đi giữ giùm ta hả? Người ta coi không ra gì hết trơn. Mà bị người ta coi không ra gì nữa chứ. Bị gì vậy? Chị chấn em đau quá. Tên luôn á. Xạo rồi. Thiệt, chị chấn cái gót sâu lên đau quá. Kệ đai biểu ngu. Trời đó, ai dơ quý vị? Ai dơ quý vị? Ai dơ vậy? Không có đụng cho nó. Ngất. Kệ nó. Phố nhà giải chợ. Ngoại ơi, tha lỗi cho chị đi. Ủa, chấn trúng đâu mà sao tướng em đi kỳ vậy?
người tiếp theo đội mình like. Ngân tỉnh táo, hết cơ cây lại. Có cần anh nằm xuống đất anh giữ cái chân lại không? Dạ không, em có thể tự lo được. Đó thấy không, đội mình chơi không đi giữ, đi giữ bên đội người ta. Giữ đau nữa là sao? 2, 3. Cái tay. Không có dính. Có gì đâu. Không. Sao thấy có cái tay đụng vô? Trời ơi, bạn kỳ thị á, bạn kỳ thị người ta đó. Bạn kỳ thị. Người ta chơi rất đàng hoàng. Tay hồi nãy vậy nè, Không có. Nếu mà đẩy sao đẩy được? Kìa, nhìn mọi người kìa, mọi người khán giả kìa. Đó, khán giả đi. Không có rồi. Một cái tay người ta bịt ở đây, một cái tay người ta để ở đây. Quay gì mà sao mà chụp? Đó, đó. Thì chỉ là quay lên tay. Rồi, người tiếp theo. Cho em phải cái hầu ấy nha. Để lỏng lỏng ra. Như nãy á. Quay từ bên đây qua nè. Quay từ bên đây qua nè. Ủa sao bạn chỉ người ta luôn vậy trời? Cái kinh nghiệm quá. Vô. Mày đây ơi. Một. Lại. Không có sự lại. Chúng tay làm lại. Trời. Đúng rồi, cái tay này là mình có thiệt mình là bị ép cho thua rồi. Anh ơi, ta khách mời. Sao á? Đừng đây luôn đi. Khách mời gì mà chơi vậy? Không biết thấy luôn đi trời. Vậy thì thua luôn cho rồi đi. Này. Mình đã thua đi. Vô. Mình vẫn đang đứng nhất. Không sao cả. Vẫn đang đứng nhất. Tin luôn á. Em ơi. Em đi em. Anh là ác chủ bài. Tại anh thất không bao giờ đi đó. Đây là lần đầu tiên em chơi trò này nè. Các chị, như này đúng không? Tư thế đúng như rồi, nào? Đúng rồi. Hỏi chị Ngân. Đây em. Như nào? Thị phạm cho em đi chị. Nè, em tay em hai tay bắt chéo như là cưng. Đúng rồi. Okay. Không thủy, em cứ làm theo chị. Mặc dù em không em có cái gì. Em tin chị. Em để. Ok. Ra này. Thấy không nè. Đôi. Cái tay nó chảy máu, nó chọt vô đó, hồi máu dính vô đó nữa. Đây nhá. Rồi. Đây. Quăng như thế này. Okay. Em quăng nguyên cái mặt nó lơi thôi để nó dễ đi. Ơi, cô chừng có đi được hai bộ một lượt cưng ơi. 1, 2, mạnh lên. Không lỗ. Giáp cục đá. Dính mì cà rô. Cẩn thận đi luôn, tóc giả, đội trên tóc thật của em. Đây. Rồi, tóc thôi. Tóc thật mà. Rồi, coi chừng nó rớt nha. Bây giờ nó rớt trước kia. Ok. Rồi. 1, 2, 3. Ấy á. Cái gì vậy? Bị gì vậy? Biết luôn á. Cô không có làm gì hết đó nha. Tiếp theo. Đây, để coi Quỳnh Lương nè. Cố lên Quỳnh Lương. Cái kèo này cho tôi thấy chứ không qua số 1 được. Trời ơi, giỡn hoài ra chỗ đen đen ngoài kia luôn nè. Thấy ra anh định. Ủa. Nhưng mà sao em đốt tóc gì kia con kia Quỳnh Lương. Mà thấy không, khu này khu nhà giàu nè, bà đâu cho mẹm nữa. Qua chơi nhà chị có để nó chật quá khó ra. Qua thăm chị Ngọc đi em ơi. Qua nhà chị chơi. Rảnh uống nước chơi. Đó. Ghé luôn. Xem. Ngân vẫn cao hơn. Ngân vẫn cao hơn bạn ơi. Bạn thấy rõ ràng rồi. Chỉ nữa trời thiệt á. Mệt bạn ghê á. Tất cả trong cày vào anh. Anh Luân đừng có lấy nè. Anh là một bạn quyết định đấy. Anh lộn mèo xong khi mà anh bật về là cái đầu anh tới ngoài kia luôn. Luật ơi, phạt ghê lắm nha. Anh biết anh sợ bị phạt. Đúng. Thiệt. Anh bị phạt, anh thua anh không có sợ. Mà anh sợ nghe những tiếng nẹt bô từ Lâm Vĩ Dạ với Trương Thế Vinh. Anh sợ lắm hiểu không? Lẹ đi anh Mạnh. Trời ơi, ác chủ bài của đội nè, căng thẳng lắm. Nói cho lắm vô nha. Hồi về nhà em cứ lão này là thấy bầu quá, cứ lão. Mấy vòng lọc màu hơi rớt lại qua, chưa qua mức lắm nè. Mày đặt lắm bao. Không bao kem luôn á. Bây giờ chỉ còn người duy nhất có thể cứu đội đó là Trương Thế Vinh. Quá chán luôn. Chúng ta chờ xem có cứu được đội mình hay không. Em trai rảnh ghé anh chơi nè Kinh. Để em dịnh chân anh Vinh cho. Thôi. Ai ơi, quay người trò nào thì nó mới lăn ra.
một xuân, 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 ok. Dưới anh có luôn. Anh biết là thích bên khu anh mà nó không tin ha. Khu này đông đúc, khu kia yên tĩnh. Thưa quý vị, tất cả đã hiển thị rõ ràng Thúy Ngân là quán quân của trò chơi Hấp Tấp